Tao bảo mày là đi có sai không? Mày nói đi. Chị nói lý do thì sao có em là đi. Hả? Mày ăn nằm với chồng tao, mày ve vãn chồng tao. Ve vãn như nào, ăn nằm như nào? Sáng nào mày cũng chồng tao cũng qua mày, chiều chồng tao mua dưa hấu qua cho mày ăn. Mày ngủ với chồng tao, ôm ấp chồng tao. Thừa mà mày không được nói, cứ trả lời đi. Bằng chứng có thừa. Bắt mở điện thoại ra này. Bằng chứng có thừa không cần nói nữa. Mày không nhận đúng không? Cho em chả có gì phải nhận cả. Chả có gì nhận cả. Bây giờ nhận để từ từ nhá. Từ từ đã. Từ từ bỏ ra. Cô xin phép cháu nhá, các cháu nhá. Bây giờ vẫn không thành thật đúng không? Nếu đưa ra chứng cứ thì các cháu có để cho cô xử không? Cô nói này, đúng rồi. Nếu như cháu thành thật, cô sẵn sàng. Bởi vì ai có lỗi lầm. Còn nếu cháu còn cương quyết nhá, cô sẽ đưa đủ bằng chứng. Cô sẽ có quyền xử cháu như thế nào, cháu phải chịu. Bây giờ cho một lần nữa, cho 5 phút cơ hội đấy. Cho 5 phút, được rồi nhá. Cuối cùng nhá, nếu bây giờ anh chị không can thiệp. Cô đưa ra bằng chứng cho các cháu xem nhá. Tất cả các anh chị nghe nhá. Chưa? Và bây giờ để xem cuối cùng này, tao cho mày cơ hội cuối cùng mày nói thật. Ra ngoài kia lấy.